Đây là cái xe chuyên phát cơm và cháo từ thiện tại cái khu vực Bình Thạnh mình hay gặp trên đường đi làm đây. Và mình cũng đang đứng trên đường nơi Trăng Long, ngay khu vực Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Gia đình nha các bạn. Và cái đội ngũ những mạnh thường quân có tấm lòng thiện lành đang phát cơm và cháo từ thiện tại khu vực này, ngay cái vị trí mà anh Cường Ba Cu cũng thường hay nấu bữa cơm có thịt thường xuyên ở đây đã mấy năm ha. Những cái bữa cơm, những cái bữa cháo từ thiện của những mạnh thường quân, những nhà từ thiện đang diễn ra ở đây. Các bạn có thể thấy là hai cái nồi cháo rất là to đang được móc ra những cái tô để phát cho bà con ở khu vực này. Đó là cháo thịt băm bí đỏ phải không con? Dạ đúng rồi. Hôm nay là mình phát bao nhiêu suất cháo thịt băm bí? 380 hộp. Đây là hôm nay là 380 suất đây các bạn. 26 hàng tuần. Cái chương trình thiện nguyện, cái hành trình rất là dài đã được 2-3 năm của mấy anh em ở quận 4, quận 7, nhóm của anh Nghĩa đây. Anh Nghĩa là trưởng nhóm. Thì anh em nhóm thiện nguyện quận 4, quận 7 là chuyên nấu cháo từ thiện, cháo thịt bằm và kẹt cơm nữa. Lúc 2 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần tại khu vực Ung bướu Bệnh viện Gia đình nha các bạn. Đây là những anh chị đang phụ nhau để phát những cái phần cháo dinh dưỡng, thịt bằm và nấu bí đỏ nữa đến những người có hoàn cảnh không có may mắn, người nhà và những cái bệnh nhân ở bệnh viện Ung bướu và gia đình Bình Thạnh đây. Tải của nhóm anh Nghĩa, nhóm anh em từ thiện của quận 4 và quận 7 chuyên nấu cháo thịt bằm, nhóm hướng thiện phát lúc 2 giờ trưa từ thứ 2, thứ 6 hàng tuần. Và trưởng nhóm là anh Nghĩa và cả anh Bèo, anh tóc ngắn đứng phía trong kia đó các bạn. Và nhóm anh thì theo mình được biết, mình hỏi thì đã phát được khoảng 2-3 năm nay rồi, ngay cái vị trí sát bên anh Cường Ba Cu làm từ thiện. Những cái suất cháo, những cái suất cơm được các anh em chung tay để giúp đỡ mọi người khó khăn trong cuộc sống đây. Cô ơi, cô, cái chương trình này mình đồng hành với anh Nghĩa được bao lâu rồi cô hả? Ba năm rồi anh. Chỉ có 246 thôi phải không anh? Đúng rồi, 246 à. Hôm nay là bao nhiêu suất được gửi tới bà con anh Bèo? 380 tô. Dạ, 380 tô cháo à. Hàng tuần á. Dạ. Một lần nấu vậy là 380 tô là 2 nồi cháo á. Dạ. Mình là di chuyển từ quận 4, quận 7 qua đây luôn anh. Từ quận 7. Dạ. Và anh em á, nhóm anh em giống như đây bạn bè nè, gom lại là từ quận 4 với quận 7 gom lại. Nghĩa bữa nay không thấy đi anh Long. Bởi vì nó mất ở nhà, nó xây nhà cửa đó. Dạ, bằng việc không đi được. À, anh Long đi thế cho anh Nghĩa trưởng nhóm. Bởi vì Nghĩa đó là nó là trưởng nhóm. Dạ. Như anh em gom như còn như thiếu là nó bỏ ra. Dạ rồi, em cảm ơn anh Long đã chia sẻ. Đây là cái nhóm hướng thiện anh em quận 4, quận 7 của anh Nghĩa trưởng nhóm. Nhưng mà hôm nay anh Nghĩa không có đi. Thì anh Long cùng bạn bè và những anh em hay đồng hành thiện nguyện cái hành trình xuyên suốt 2-3 năm nay của nhóm anh đang phát cháo thịt bằm nấu bí đỏ tại đây cho bà con. Đây, bạn có thể thấy là mọi người đang phụ nhau. Và rất đông bà con đã có những cái tô cháo thịt bằm cực kỳ dinh dưỡng để mà dùng. Đứng ở giữa vị trí hai cái nồi cháo khổng lồ, hai nồi cháo thịt bò bằm nấu với bí đỏ cực khủng của nhóm anh Nghĩa và anh Long. Và đây là rất là nhiều cái hộp và những cái tô nhựa được đổ sẵn để mà múc cho bà con. Đây là cái bàn được mấy anh đem ra để mà múc cháo xin, xong sẽ để trong những cái này, trên cái bàn này để cho bà con. Và đây là những gương mặt thiện nguyện, cái hành trình thiện nguyện của nhóm anh Nghĩa và anh Long đã 2-3 năm này rồi. Đây có mấy cô nữa cũng đi phụ nè. Và
mấy anh. Anh cũng thường xuyên hoạt động thiện nguyện cùng với Nghĩa, với Long ở anh em quận 4, quận 7 đó. Một cái mạnh thường quân ủng hộ nhóm mấy triệu ạ? 2 triệu. 2 triệu để nấu cháo từ thiện với lại cháo dinh dưỡng cho bà con. Chúng ta cùng phỏng vấn với các anh vừa tặng cho anh Long 2 triệu để làm công tác thường nguyện nấu cháo thịt bò bằm tại bệnh viện Ung Bướu. Đây là cái mạnh thường quân vừa rồi mới trao cái phần quà 2 triệu cho anh Long đây. Anh ơi, cho em hỏi anh tên gì ạ? Hoàng. Anh Hoàng ạ? Hoàng. Dạ, anh Hoàng đến từ đâu ạ? Hoàng. Anh Hoàng đến từ đâu ạ? Hoàng quận 10. Anh Hoàng quận 10 ạ. Anh Hoàng biết nhóm anh Long có Nghĩa lâu chưa? Lâu rồi. Dạ, anh có hay tham gia và đồng hành cùng anh em không ạ? Cũng lâu cũng ghé không mà. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh Quang rất là nhiều ạ. Những cái phần quà không đáng là bao, nhưng mà chỉ là niềm vui rất là lớn cho những bệnh nhân, những người thân của bệnh nhân trong những ngày chiến đấu với bệnh tật ở cái khu vực bệnh viện Ung Bướu và bệnh viện Gia Đình. Số người ra nhận bây giờ là đông hơn rồi các bạn ạ. Rất là nhiều. Anh Long ơi, cho em hỏi là mỗi ngày mình đi làm như vậy thì cái kinh phí cho một ngày phát cháo cho bà con là khoảng bao nhiêu anh Long? Thì nội tiền tâu á, trong một tuần á, tiền tâu 380 tâu á là 380 ngàn. 10 ký thịt. Dạ. Và bí và 10 ký gạo, một nồi là 5 ký gạo, giò than. Mà tổng lại á thì không biết tự gì không nhớ là mua bao nhiêu, tại vì cứ mua rồi cái tiền thịt đó là Nghĩa nó trả. Dạ. Rồi ở đây bí đồ này nọ thì Nghĩa nó cũng đưa tiền cho bà chị đi mua. Dạ. Nấu, còn tụi em chỉ biết nấu thôi. Dạ. Đó. Dạ rồi, em cảm ơn. Tiền thì không biết là bao nhiêu. Dạ. Là đó thì 10 cái thịt nào nồi 5 ký. Dạ. 12 ký bí. Rồi hành gò, rồi đồ nêm đồ. Dạ. Gạo thì một nồi 5 ký. Dạ rồi, em cảm ơn anh Long rất là nhiều ạ. Nói chung là cái kinh phí 3 năm nay của nhóm anh Nghĩa và anh Long hoạt động thì đa số là anh Nghĩa góp, và cả những cái mạnh thường quân, những bạn bè chung cái chương trình thiện nguyện của anh nữa. Thì mỗi ngày sẽ nấu khoảng 380 suất cháo như thế này. Và có bữa là có cơm nữa. Hai cái nồi cháo rất là to. Thấy là nhìn mấy anh này mặt không dữ nhưng mà trái tim của anh rất là thiền lành. Anh đứng anh múc cháo nè. Những cái anh này anh xăm mình, anh đeo dây chuyền rồi nhìn nó gấu, nhưng mà cái trái tim ảnh là anh luôn hướng về những người mà không có may mắn trong cuộc sống. Anh đây anh đồng hành với là anh Nghĩa và anh Long cũng đã được 2-3 năm rồi. Một số anh em cũng vậy. Những cái tấm lòng rất đáng là trân trọng. Những cái tô cháo rất là dinh dưỡng. Cái nồi cháo khổng lồ đã vơi rồi các bạn ạ. Sau vài trăm súp, khoảng hơn 150 súp rồi, thì nồi cháo đã vơi mất rồi, chỉ còn 1/3 thôi. Và cái nồi bên này nữa cũng còn ít hơn cái nồi bên kia, này còn khoảng 1/4 thôi. Và mọi người vẫn đang đứng đợi những bệnh nhân, những người nhà của bệnh nhân ra để mà phát miễn phí cho bà con. Nhóm của anh Nghĩa với lại anh Long rất là đông rồi các bạn. Đông hơn là nhóm của anh Cường và cô. Nhiều bà con đã tập trung ở đây rồi. Bà con ở đây tập trung để chờ anh Cường và cô, và cả nhận những cái cháo tô cháo thịt bằm của nhóm anh em hướng thiện quận 4 và quận 7. Anh em ở đây cũng còn rất là nhiều cháo dành cho bà con. Anh đồng hành với lại anh nhóm anh Long anh Nghĩa lâu chưa anh? 3 năm rồi. Dạ. Nhà mình là ở đâu anh ha? Quận 4 anh. Dạ. Bình thường thì một tuần thì anh tham gia với anh Nghĩa Long được mấy lần ạ? 3 lần, 26 anh. Dạ. Thì chúc anh em có những cái hành trình thiện nguyện thật là vui, giúp anh ứng trả lời nha anh. Dạ. Chú. Tôi đã được múc xong rồi. Và cái nồi còn lại là còn rất là ít, khoảng vài chục tô thôi.
và các anh em trong nhóm thiện nguyện của anh Nghĩa, bạn Long, quận 4, quận 7 đang gấp rút phát cho bà con. Cháo trời, bình muốn kia đi con, bình muốn kia con, bình cầm đi đây. Chuyên chở cháo thiện nguyện của nhóm anh Nghĩa và anh Long, quận 4, quận 7 đây. Một xe tải nhỏ. Đồ lên. Ở đây phát cháo thì không có xếp hàng và không có trật tự giống như phía phát cơm mà bữa cơm có thịt. Phát cháo thịt bằm nấu với lại bí đỏ của nhóm anh Nghĩa quận 4, quận 7 đã gần xong rồi, chỉ còn vài chục hộp nữa thôi, một nồi đã hết rồi, tí nữa hết là hai cái nồi khổng lồ sẽ được đem lên cái xe tải bên cạnh chở về. Là cái xe tải nhỏ nhỏ 500 kg của nhóm anh Nghĩa và anh Long cùng bạn bè của ảnh hoạt động đã gần 3 năm nay, là những cái hành trình phát cháo miễn phí từ thiện cùng anh em, cùng những nhà hảo tâm tại bệnh viện Ung Bướu và bệnh viện gia đình đây. Và đây là cái banner của mấy ảnh. Mấy anh đi làm từ thứ hai, thứ tư, thứ sáu lúc 2 giờ chiều, và trưởng nhóm là anh Nghĩa qua cái số điện thoại 0903129029 để các bạn có thể liên lạc và đóng góp. Và đa số là nấu cháo thịt băm cùng với bí đỏ 3 ngày một tuần ha.